là nó đây là cái dốc này đi lên. Mình đến sớm quá các bạn. Gửi xe nữa à? Chứ là ô tô vào được à? Ô tô vào được ạ. Nhưng mà để xe trước cửa rồi ăn đâu. Cái ngõ đấy để ô tô cũng đâu, như xe của anh thôi là cũng vẫn để. Nhưng mà để đấy cũng trẻ con nó chạy trước hơn. Thì muốn để muốn gửi cho bạn thôi. Để làm gì trẻ con nó quay nó chạy nó lại cào trước thứ mình khổ ra. Sao vô không dùng được? Chẳng có biết nhà bạn ở đâu đâu ạ. Không, nó dùng đình vị. Không gọi chưa? Tức là ngay ở cái chỗ ngã tư của Đoàn Hùng rồi đúng không? À, của Phú Ninh ấy đúng không? Ờ, à, cái chỗ cái dốc đây đúng không? Ờ, à, thế là rồi, thế đến đấy sẽ gọi tiếp nhá. Ờ, à, cảm ơn Vinh. Nấu, thì con nào chuẩn bị nấu với bạn đi luôn ấy. À, thì mẹ bạn mới đỡ chứ.
vậy nhỉ Phương ạ? À? Cái ngã tư đến xanh đỏ ấy. Chứ bông gọi ra đi. Ờ. Có phải chỗ này không?